và đêm sau thực hành Bác Hồ lãnh tụ thiên tài kính yêu, anh hùng giải phóng dân tộc và văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Nhưng tộc ta non sông đất nước ta tự hào đã sinh ra Hồ Chủ tịch và chính người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Kính thưa Bác, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quần thể từ đất Quảng Nam ngày 7 tháng 8 1974, 7 tháng 8 2024, hôm nay chúng cháu là đoàn cựu chiến binh quân đoàn 2 tại Bình Thuận và đoàn cựu chiến binh sư đoàn 304 tại thành phố Hồ Chí Minh rất vinh dự tự hào về dân hương tưởng niệm Bác tại bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận. Thành kính dâng lên Bác những thành tích xuất sắc chúng cháu đã đạt được trong thời gian qua, phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ và những kết quả đã đạt được. Trước anh linh của Bác, chúng cháu xin hứa sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng rèn luyện tu dưỡng đạo đức, học tập và làm theo gương Bác, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương, phấn đấu xây dựng cựu chiến binh quân đoàn 2 tại Bình Thuận và đoàn cựu chiến binh sư đoàn 304 tại thành phố Hồ Chí Minh phát triển vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp và phát triển như xin thời Bác Hồ kính yêu đã hằng mong ước. Trong giờ phút thiêng liêng này, xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Văn Dũng, Chủ tịch Hội Cựu quân nhân quân đoàn 2 và đồng chí Nguyễn Khắc Nhu, trưởng ban liên lạc sư 304 đại diện đoàn lên dâng hoa thắp hương viếng Bác. Trở về Pháp Hồ kính yêu, chúng ta hãy dành phút tưởng niệm người. Thank you.
xin trân trọng kính mời các cô chú trước bàn lần lượt lên hương trước bàn thờ Bác Hồ. Quá đi chung một cái luôn đi.